Hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Bonsai Tự Nhiên của mình. Chúc anh em một ngày mới tốt lành nha, tràn đầy năng lượng và sức khỏe nha anh em ơi. Hôm nay giao lưu với anh em một cái cây hải châu em ơi, cây này cây biển nha. Mình mới xả cái đới lúc mình sẽ quay cho anh em coi luôn cái mình đất lại nha anh em ơi. Cây này đới rất là đẹp luôn nha anh em, hàng ba phơ luôn anh em ơi. Đang ra bông ra trái nha. Đó, lết lượng rất là đẹp luôn. Chân đó rõ này, hàng ba phơ. Cây này là một cái cây biển đầu đó anh em ơi, lấy tới bây giờ cành nhánh là bằng ngón cái tay rồi nha. Hả, cành chục trụ thì cành cái tay rồi. Hàng này thì anh em giờ chỉ bấm đọt chơi thôi anh em ơi, hàng rất là nét luôn nha. Để mình đo thông số cho anh em coi nha. Hả, quanh chỗ này là 22 nha anh em ơi, quanh chỗ này là 22 nha. Đó. Khoảng 22 cao từ mặt chậu lên là 62, cao từ mặt chậu lên là 62 nha. Dài tàn là 60 và dài tàn là 58, ngang tàn là 35. Đó. Cao 62, dài tàn 58, ngang tàn là 35 nha anh em ơi. Còn khoảng chỗ này là 22. Mọi cây lết lượng rút tốt lên rất là đẹp luôn nha anh em ơi. À, lên đây cái đường thân rất là đẹp nha. Rồi, hàng làm miệng nha anh em ơi, bố cục rất là kỹ luôn, hàng làm miệng nha. Đây, cái đây nó đang ra bông rổ bông nha anh em ơi, trái này. Đó, còn trên đầu là bông rổ lỗ khủ luôn. Cái này mình giao lưu là giá là 2.3 triệu nha anh em ơi, không gồm ship nha, giá 2.3 triệu không gồm ship. Hàng tây rất là mịn luôn. Đó, anh em coi này, cũ nở nha anh em ơi, cũ nở nha, đang rổ bông khá là nhiều luôn, đang bung đọt non rổ bông khá là nhiều luôn nha anh em ơi. Tây mịn chút gióp gọn khá là ok luôn. Để mình đọc lại thông số cho anh em nha. Đó, quanh chỗ này là 22, đây quanh chỗ này 22, cao là 62, ngang tàn là 58, phải dài tàng là ngang 58, ngang tàng là 35. Đó, rút chốt lên hai thân nha anh em ơi, khá là đẹp luôn, coi cực kỳ ngỡ thật luôn nha anh em ơi. Lát lượng này. Đó, hàng này em chơi hàng nặng anh em ơi, này anh em thay cái chậu đẹp vô phối tiểu cảnh ở dưới là đúng bài nha, những cái nách luôn nha anh em ơi. Đó, 2.3 triệu giá không ship nha anh em ơi. Coi đang trổ bông trái khá là nhiều nha. Đây nè, để mình báo là thông số là mình đã đập rồi đó. À, toàn hàng rút chốt thôi, ngày mình cắt hết ra nè. Đó, không bọng không lúa không bị gì hết nha anh em ơi. Một cái cây biển nha, lá rất là đẹp luôn. À, 2.3 triệu không còn ship. Cái này thì anh em về thay cái chậu đẹp vô chơi. Tại mình thì cây khá là nhiều nên là mình đỡ đến cái chậu xin này cho anh em ơi. Đó, mình đọc lại thông số lần cuối cùng cho anh em coi nha. Quanh chỗ này là 22, cao là 62. Đó, ngang tàng là 58, gia tàng là 58, ngang tàng là 35 nha. Giá 2.3 triệu không gồm ship nha anh em ơi. Đó, một cây lất lượng này, đây cái đường sống thần nó lên này. Cái này mình tiền nó nha anh em ơi, cành 1, cành 2, bên này cành thấp, đây cành lợp, lên đây là thì chán rồi, khá là ok rồi nha anh em ơi. Này thì chơi cây cao bên này thôi nè, coi giờ phải đàn lại thôi. Cái này là nên về nên lên chậu đẹp thì nên có chiều cảnh vô thọ hay gì đấy cũng được, khá là hay nha anh em ơi. Rồi, bye bye, hẹn gặp lại anh em những clip sau nha, nhớ like, subscribe cái kênh ủng hộ mình nha anh em ơi. Này phần chi phần bán rất là rõ ràng luôn nha anh em. Này thì bây giờ chỉ có bấm dâm bấm đọt cho thôi, chứ hàng thì làm khá là kỹ miệng nha anh em ơi.